Nếu một người mà theo đạo Phật người ta tỉnh giác thì người ta lại nghĩ rất là đơn giản thế. Bạn có chê tôi thì cuộc đời của tôi nó vẫn vậy, vì cuộc đời của tôi nó vẫn là của tôi mà, và tôi vẫn đang nỗ lực hoàn thiện tôi từng ngày. Thế thì bạn chê tôi thì bản chất nó vẫn vậy, nó có thay đổi được gì đâu, nên tại sao tôi phải cáu? Nhưng nếu tôi để cảm xúc vào là bạn chê tôi thì bạn làm nhục tôi thì tôi sẽ cáu. Nhưng nếu mà tôi chỉ hiểu đơn giản là bạn chê là việc của bạn, còn thực ra tôi sống với con người tôi cơ mà, và tôi phải nỗ lực với chính con người tôi mỗi ngày cơ mà. Vậy thì ngược tương tự như vậy, bạn khen tôi cũng vậy thôi. Bạn khen tôi đẹp dai thì về mặt bản chất, sau khi bạn khen tôi đẹp dai thì nếu tôi xấu dai thì nó vẫn y vậy. Mà nếu tôi đẹp dai thật thì nó cũng y vậy à? Nó có khác đâu. Có phải sau khi bạn khen tôi đẹp dai thì tôi đẹp dai hơn đâu. Vậy thì cũng đón nhận với nó, với sự tỉnh giác là bạn ấy muốn động viên tôi cho tôi vui. Hồ Nhật Nam có đặt câu hỏi. Dạ thầy, cho em hỏi, mỗi lần người khác chê và khen em không biết phản ứng hay xử lý thế nào mà em toàn cáu gắt, thầy giải đáp giúp em với được không? Em đang làm công nhân. Vâng. Thực ra thế này, khi nào họ khen mình thì mình cáu? Là khi mà mình nghĩ là mình rất là tệ mà họ cứ khen mình thế này thì tự nhiên họ gây áp lực cho mình. Hoặc là mình giống như kiểu họ khen mình như một lời chế giễu ấy. Tức là bản chất là mình chưa có tự tin vào bản thân mình. Cho nên khi họ khen ấy thì mình cảm giác như là khen không có đúng. Kiểu như thầy mà như thế này rồi, mà bây giờ bỗng nhiên có anh nào anh bảo là trông thầy trẻ như 20 tuổi thì mình biết ngay nó khen mình là khen đều rồi. Và mình cũng tự ti là thân xác của mình là sao mà giống 20 tuổi được. Thế thì rõ ràng là mình cáu, vì mình nghĩ là nó khen đều. Nếu mà mình không tỉnh giác là mình sẽ cáu. Rồi, tương tự như vậy là ví dụ như là một người mà có bộ răng hô chẳng hạn, không mà chưa kịp đi làm lại bộ nhá, thế một thằng nó gặp nó bảo sao chị có bộ răng tươi thế, mà mình đang là tự ti về cái bộ răng của mình hô như vậy thì rõ ràng là mình phải cáu chứ. Mình phải cáu thì rõ ràng là ở đây là câu chuyện tự ti. Hay là một cái người mà sống thật lòng, sống bên trong không có đạo đức, mà được một người khác họ khen là anh là người sống đạo đức, thì họ tự nhiên họ cảm thấy xấu hổ và họ mặc cả. Mà càng khen thì họ càng khó chịu. Tương tự như là kiểu như là tôi sắp phá sản đến nơi rồi, ví dụ vậy, mà đi đâu ai cũng bảo thầy là đại gia chẳng hạn, thì làm gì dám nhận, thậm chí còn cáu lên chứ, bố mới đang sắp phá sản đấy, kiểu như vậy. Đấy thì đấy là cái cách mà khi mà mình không đủ tự tin, mà mình tự ti ở trong lòng mà người ta khen mình thì dẫn tới là mình gì ạ, mình khó chịu, mình sợ hãi. Tương tự như vậy, và mình nghĩ rằng là cái này của mình rất tốt, ví dụ tôi nghĩ là tôi rất là đẹp trai mà bị thằng khác nó chê mình xấu trai thì mình suy ra là nó dìm hàng mình, thế thành ra mình cũng cáu. Tóm lại là mình cho rằng mình hơn mà người ta bảo mình kém thì mình cáu. Mà mình cho rằng là mình kém mà người ta lại cứ khen mình hơn thì mình cũng khó chịu. Không chửi nhưng mà cũng khó chịu ở trong lòng. Và bạn kỳ vọng là họ khen nó phải đúng cái, đúng vừa cái mình có. Mà họ chê cũng phải vừa cái mình có ở chỗ vắng người. Rõ ràng ở đây cái câu chuyện là ai cũng bị dính mắc cái này, nó gọi là cảm xúc. Vậy thì tóm lại, nếu một người mà theo đạo Phật người ta tỉnh giác thì người ta lại nghĩ rất là đơn giản thế này. Bạn có chê tôi thì cuộc đời của tôi nó vẫn vậy, vì cuộc đời của tôi nó vẫn là của tôi mà, và tôi vẫn đang nỗ lực hoàn thiện tôi từng ngày. Thế thì bạn chê tôi thì bản chất nó vẫn vậy, nó có thay đổi được gì đâu, nên tại sao tôi phải cáu? Nhưng nếu tôi để cảm xúc vào là bạn chê tôi thì bạn làm nhục tôi thì tôi sẽ cáu. Nhưng nếu mà tôi chỉ hiểu đơn giản là bạn chê là việc của bạn, còn thực ra tôi sống với con người tôi cơ mà, và tôi phải nỗ lực với chính con người tôi mỗi ngày cơ mà. Vậy thì ngược tương tự như vậy, bạn khen tôi cũng vậy thôi. Bạn khen tôi đẹp dai thì về mặt bản chất, sau khi bạn khen tôi đẹp dai thì nếu tôi xấu dai thì nó vẫn y vậy.
Mà nếu tôi đẹp dai thật thì nó cũng y vậy à? Nó có khác đâu. Có phải sau khi bạn khen tôi đẹp dai thì tôi đẹp dai hơn đâu. Vậy thì cũng đón nhận với nó, với sự tỉnh giác, là bạn ấy muốn động viên tôi cho tôi vui. Thì cũng tương tự như vậy, một người chê tôi ngu một cái gì đó thì tôi hiểu, là tôi quan sát với sự tỉnh giác, là bạn ấy muốn góp ý cho tôi để cho tôi khôn hơn. Vậy thì cuối cùng chúng ta nhìn vào động cơ của bạn ấy. Một đằng là bạn ấy chê mình cái này chưa được, bản chất là bạn muốn mình gì, hoàn thiện hơn. Vậy thì bản chất là họ vẫn đang tốt với mình cơ mà. Họ khen mình cái này là bản chất là họ muốn động viên mình để mình cố gắng hơn. Thì bản chất là gì? Họ cũng đang muốn tốt cho mình cơ mà. Nhưng cuối cùng họ khen hay chê thì mình vẫn là mình. Vì có họ hay không có họ thì mình vẫn là mình, và mình vẫn hoàn thiện mình từng ngày. Đấy là việc của con nhà tu. Con nhà tu không phải lên chùa nhé. Con nhà tu là mình sửa mình mỗi ngày. Thế thì mình đâu còn cáu gắt gì nữa. Nhưng vậy thì rõ ràng là bạn để cảm xúc tự ti trong con người bạn, nó chế ngự trong con người bạn. Hoặc bạn để cảm xúc ngạo mạn, nó chế ngự trong con người bạn. Nếu tự ti trong con người bạn thì người ta khen bạn nhiều, bạn cáu. Nếu bạn để ngạo mạn, nó chế ngự trong con người bạn thì bạn bị chê là bạn cũng cáu. Như vậy bạn đang giữ hai cục cảm xúc ở trong người mình, hoặc cục cảm xúc tự ti, hoặc cùng cục cảm xúc ngạo mạn. Mà vốn dĩ người trí tuệ, người ta không lưu giữ hai cái cục khỉ gió ấy làm gì cả. Không, người ta chỉ hiểu là gì, tóm lại mày có khen tao thì tao vẫn là tao, mày có chê tao thì tao vẫn là tao. Và bản chất là tao vẫn gì, phải sửa mình từng ngày. Nhưng mà điều gì khiến cho mình lại có cái cảm xúc mấy cái cục khỉ đấy là lưu ở trong người? Là vì thế này, nhỡ cái nó chê mình mà trước mặt người khác thì người khác cũng xem thường mình thì sao? Thế thành ra là mình gì, sợ cái điều đó. Vì sân si mà, si mê mà tham lam mà. Thế thì suy cho cùng là gì, nếu ngay kể cả những thằng bạn chơi thân với mình mà nó còn không hiểu mình, mà để cho một thằng nó nói cái là thằng cả đống nó nghĩ mình ngu luôn, thì suy cho cùng là mình cũng ngu thật chứ còn gì. Không ngu trong chọn bạn thì cái đầu mình cũng ngu thật, cho nên đám kia nó công nhận ngay. Vậy thì cũng đừng sợ ai công nhận rằng mình ngu nếu một người họ khởi lên. Mà cũng đừng sợ ai mà họ nghĩ rằng mình giỏi chỉ vì một thằng nó khen mình giỏi. Thế thì mình cứ ung dung tự tại mà sống. Mình là mình, và mình trở thành phiên bản tốt hơn chính mình ngày hôm qua. Có vậy thì đừng để hai cái cục gánh, hai cái cục cảm xúc vớ vẩn đi ở hai bên sọt này nhá. Rồi, chúc Hồ Nhật Nam vứt được hai cái cục ấy ra khỏi cuộc đời mình rồi ạ. Trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam, nơi kiến tạo thế hệ doanh nhân thành công và hạnh phúc.